chào cả nhà. Trong cái video lần này thì mình sẽ hướng dẫn một cái thủ thuật nữa. Và cái thủ thuật này nó rất là hay các bạn. Cái thủ thuật này sẽ được áp dụng rất là nhiều trong nhà trường, và đặc biệt là trong những cái bài toán trắc nghiệm. Trước mắt chúng ta là có 3 cái bài toán 3 chữ số nhân với 2 chữ số, và kèm với cái kết quả của từng cái bài toán. Và đối với những cái bài toán như thế này, ví dụ chúng ta làm cái cách gì bằng cách gì, chúng ta không cần đặt phép tính mà chúng ta có thể biết được những cái kết quả như thế này là kết quả đúng hay là kết quả sai. Và cái phương pháp mình sắp giới thiệu đây sẽ là phương pháp kiểm tra kết quả mà không cần đặt phép tính nha các bạn. Chúng ta sẽ kiểm tra kết quả của từng bài mà không cần đặt phép tính để tính lại cái bài đó là đúng hay là sai. Về cái cách làm thì mình sẽ có các bước như sau. Bước thứ nhất các bạn, đối với những cái bài toán như thế này thì cái số này thì mình tạm thời mình sẽ gọi những cái số này là số bị nhân nha. Rồi số này là số nhân, và đây sẽ là cái kết quả. Bước thứ nhất là mình sẽ cộng hết tất cả tổng của các số bị nhân, số nhân và kết quả. Có nghĩa là mình sẽ tính tổng hết tất cả các chữ số. Tính tổng hết tất cả các chữ số. Của số bị nhân. Số nhân. Và kết quả. Rồi, bước thứ hai là mình sẽ lấy tổng chữ số của số bị nhân. Nhân cho tổng chữ số của số nhân. Và cái bước cuối cùng là mình sẽ đem so sánh bước thứ hai và tổng chữ số của kết quả. Đó, nếu mà mình đem so sánh cái tổng chữ số của bước thứ hai này với tổng chữ số của kết quả mà bằng nhau thì phép cái kết quả đó là kết quả đúng. Mà nếu nó khác nhau thì kết quả đó sẽ là kết quả sai. Và cái phương pháp này sẽ áp dụng được cho tất cả các phép toán nhân. Các bạn lưu ý ha, áp dụng được cho tất cả các phép toán nhân. Và để mình so sánh được thì mình sẽ đưa hết. Và mình sẽ đưa hết tất cả các số về dạng là một chữ số để mình so sánh. Ok ha. Rồi mình sẽ đi vào cái ví dụ thực tế luôn để các bạn thấy. Đối với bài số 1 này là 378 nhân cho 48. Trời, bài số 1 378 nhân cho 48 và kết quả là 18.144. 18.144. Ok ha. Rồi bước thứ nhất là mình sẽ tính tổng chữ số hết của ba cái số này. Đầu tiên là số 378 thì sẽ có tổng của ba chữ số này chính là 3 cộng 7 cộng 8 là bằng 18 này các bạn. Đối với những số mà có hai chữ số tiếp tục, ta sẽ cộng tiếp một bước nữa để đưa nó về dạng là một chữ số. Các bạn lưu ý ha, mình sẽ đưa về một chữ số, tất cả mình đưa về hết là một chữ số để mình so sánh. Tiếp tục 1 cộng 8 sẽ là bằng 9 nè. Rồi, đây là tổng chữ số của số bị nhân. Tiếp tục mình tính tổng chữ số của số nhân là số 48 nè, là 4 cộng 8 là bằng 12. 12 này cộng tiếp một lần nữa là được 3. Ok ha. Rồi, tiếp tục sẽ là tổng chữ số của kết quả là 18.144. Thì mình sẽ có là 1 cộng 8 cộng 1 cộng 4 cộng 4, kết quả là bằng 18. 18 thì mình sẽ cộng thêm một bước nữa. Rồi, kết quả là bằng 9. 1 cộng 8 là bằng 9 nè. Và bước cuối cùng là mình sẽ so sánh bước thứ hai và tổng chữ số của kết quả. Bước thứ hai có nghĩa là mình sẽ lấy tổng chữ số của số bị nhân nhân cho tổng chữ số của số nhân. Có nghĩa là mình sẽ lấy 9 này mình nhân với 3 các bạn. 9 nhân 3 là bằng 20, 27.
Ok ha, 27 có nghĩa là mình sẽ lấy 2 mình cộng cho 7 là bằng 9. Rồi, 9 với 9 nè các bạn, kết quả đây sẽ là kết quả đúng. Ok ha các bạn, rất là đơn giản. Tương tự như vậy, mình sẽ qua cái bài thứ hai để kiểm tra kết quả của bài số 2. Bài số 2 là 976 nhân cho 26. Bài số 2, 976 nhân cho 26 bằng 25.276. 25.276. Cũng tương tự, mình sẽ tính tổng chữ số của số 976 này. 9 cộng 7 cộng 6 là được 22. 22 mình cộng lại một lần nữa sẽ là bằng 4. Ok ha. Tiếp tục mình sẽ tính tổng chữ số của số 26. 2 cộng 6 này là bằng 8. Ok ha. Rồi cuối cùng thì mình sẽ tính tổng chữ số của kết quả là 25.276. Mình sẽ cộng lại ha. 2, 7, 9, 16. 16 với 6 là 22. 22 mình sẽ cộng tiếp một lần nữa là bằng 4. Kết quả một chữ số thì mình dừng lại nha các bạn. 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số thì tiếp tục mình cộng lại đến khi nào kết quả là một chữ số thì mình sẽ dừng lại. Ok ha. Rồi, bước cuối cùng mình sẽ so sánh này các bạn. Mình sẽ lấy 4 này mình nhân cho 8 này. 4 nhân 8 là bằng 32. 32, 3 cộng 2 sẽ là bằng 5. Ok ha. Kết quả là 5. Và kết quả của tổng chữ số của cái của cái kết quả này là bằng 4 này các bạn. Rồi, 5 khác 4. Vậy cái kết quả của phép tính này là kết quả sai. Kết quả sai nha các bạn, rất là đơn giản. Thay vì các bạn phải đặt cái phép tính, các bạn tính 976 nhân cho 26 bằng bao nhiêu để mình so sánh cái kết quả này là kết quả đúng hay kết quả sai, thì cái phương pháp này áp dụng vào rất là hay, đặc biệt đối với những cái bài toán trắc nghiệm chọn đáp án đúng, đối với những bài toán nó dài, nó nhiều số nhân với nhau. Ok ha. Rồi tương tự như vậy mình sẽ đi qua cái bài cuối cùng là bài số 3, 457 nhân với 13. Bài số 3 nè, 457 nhân cho 13, kết quả là bằng 5.941. 5.941. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử cái kết quả này là kết quả đúng hay kết quả sai. Rồi, mình sẽ làm nhanh luôn nè các bạn. 4 cộng 5 cộng 7 là bằng 16. 16 thì kết quả của 1 cộng 6 này sẽ là bằng 7 nè. Ok ha, mình được một kết quả này. Tiếp tục sẽ là 1 cộng 3. 1 cộng 3 là 4 nè. Được một kết quả nè. Và tiếp tục mình sẽ cộng tổng chữ số của kết quả lại là 5 cộng 9 cộng 4 cộng 1 là 19. Được 19 ha. 19 này sẽ là 1 cộng 9. 1 cộng 9 là bằng 10. 1 cộng 9 là bằng 10 nè các bạn. 10, các bạn lưu ý nè, 10 này nó sẽ là số có 2 chữ số rồi, cho nên mình tiếp tục mình cộng thêm một bước nữa là 1 cộng 0 sẽ là bằng 1. Ok ha. Các bạn hiểu chỗ này ha. 1 cộng 9 là bằng 10. 10 là số có 2 chữ số rồi, mình tiếp tục mình lấy 1 mình cộng 0 nữa là được 1 nè. 3 chữ số thì mình cộng sau đến khi nào mình đưa nó về là số có 1 chữ số. Lúc đó mình mới bắt đầu mình so sánh nha các bạn. Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy 7 nhân cho 4. 7 nhân 4 này các bạn. 7 nhân 4 là bằng 20, 28. 28 này có phải là bằng 2 cộng 8 là bằng 10 không? 10 chính là bằng 1 cộng 0 là bằng 1. Ok, kết quả cuối cùng sẽ là 1 bằng 1. Vậy đáp án của cái bài toán này là đáp án đúng. Ok ha. Rồi, vậy là mình hướng dẫn xong cái phương pháp xét đáp án đúng hay đáp án sai dành cho những cái bài trắc nghiệm. Và các bạn lưu ý là cái phương pháp này sẽ áp dụng được cho tất cả các bài tập luôn nha các bạn, tất cả các bài toán nhân luôn. Rồi, chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại ở một video lần sau. Thầy cô bố mẹ chưa bấm đăng ký kênh thì mình bấm vào cái chữ đăng ký để mình giúp kênh được tiếp tục phát triển.